Romano xác nhận Amrabat chính thức gia nhập MU. MU đã thỏa thuận mượn Sergio Reguilón thay Luke Shaw. Man City chiêu mộ bom tấn Bồ Đào Nha. Romano xác nhận Amrabat chính thức gia nhập MU. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã có được họp trò cũ khi Manchester United đồng ý mượn Sofian Amrabat từ Fiorentina với khoản phí 10 triệu euro, kèm tùy chọn mua đứt giá 25 triệu euro. Theo Fabrizio Romano, chuyên gia thạo tin chuyển nhượng, Manchester United cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với Fiorentina về Sofian Amrabat. Quỷ đỏ sẽ trả khoản phí 10 triệu euro, tức là khoảng 8,55 triệu bảng, để mượn tiền vệ 28 tuổi, người Maroc một mùa giải. Việc chuyển nhượng cũng bao gồm cả tùy chọn mua đứt Sofian Amrabat với giá 25 triệu euro, 21 triệu bảng. Fiorentina đang tìm người thay thế Amrabat. Câu lạc bộ Serie A đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Maxim Lopez từ Sassuolo, theo Fabrizio Romano. Trước đó, Fabrizio Romano đã nhắn nhủ một số điều tới cổ động viên Manchester United về Sofian Amrabat. Người hâm mộ hãy nhớ rằng, nếu Manchester United chiêu mộ thành công Amrabat, hãy tôn trọng và yêu thương cậu ấy. Amrabat là cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy đã từ chối tiền tấn từ Ả Rập Xê Út cùng rất nhiều lời mời các câu lạc bộ khác từ tháng 6 để chờ đợi duy nhất Manchester United. Cách duy nhất để Amrabat gia nhập câu lạc bộ khác là khi Manchester United từ bỏ tiền vệ này. Amrabat đã thể hiện tình yêu với câu lạc bộ Manchester United bằng một cách thực sự là quá đặc biệt. Chắc là hiếm có cầu thủ nào chờ đợi Manchester United khoảng 70 ngày trong một kỳ chuyển nhượng. Hãy tôn trọng, ghi nhận và yêu thương Amrabat, hỡi các cổ động viên quỷ đỏ. Nhiều cổ động viên xúc động khi đọc thông điệp này, thúc giục ban lãnh đạo Manchester United sớm chiêu mộ Amrabat trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1 tháng 9. Và nay, họ đã mãn nguyện vì thương vụ này trở thành sự thật. Amrabat là sự bổ sung đáng giá cho quỷ đỏ ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi Casemiro đang có dấu hiệu hơi xuống sức. Amrabat không phải là cái tên xa lạ gì với fan thúc cầu, bởi chính là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của đội tuyển Maroc tại World Cup 2022, với khả năng càn quét ở tuyến giữa không khác gì một chiến binh. Amrabat từng là hạp trò cũ của huấn luyện viên Ten Hag lúc ông còn dẫn dắt câu lạc bộ FC Utrecht của Hà Lan. Tiền vệ này từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người thầy của mình. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã lập một kế hoạch cho tôi lúc ở FC Utrecht. Ông hỏi về những điểm mạnh của tôi và những gì tôi muốn cải thiện. Ngay từ ngày đầu tiên, ông đã bận rộn với tôi. Không chỉ tôi mà ông cũng làm vậy với mọi người khác. Thông thường, hầu hết các nhà cầm quân đều bận rộn với đội, nhưng huấn luyện viên Ten Hag tốn không ít thời gian cho các vấn đề của từng cầu thủ. Lý do là vì ông biết cá nhân tốt lên thì đội cũng sẽ tốt theo. Sau mỗi trận đấu, ông đều cho tôi xem một đoạn video và giải thích mọi thứ cho tôi. Lúc đó, tôi mới 18-19 tuổi nên đôi khi tôi đã nghĩ, lại nữa sao? Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, tôi biết điều đó rất quan trọng với sự nghiệp của mình. Tôi đã được ông ấy chỉ bảo cho rất nhiều. Manchester United bận rộn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Quỷ đỏ cũng đã ký hợp đồng với thủ môn Antey Banindia từ câu lạc bộ Fenerbahce với giá 4 triệu bảng và hoàn tất thủ tục mượn Sergio Reguilón từ Tottenham. Manchester United đã xác nhận sự xuất hiện của Antey Banindia từ Fenerbahce sau sự ra đi của thủ thành Dean Henderson. MU đã thỏa thuận mượn Sergio Reguilón thay thế cho Luke Shaw. Sergio Reguilón đã hoàn tất kiểm tra y tế để gia nhập MU theo một bản hợp đồng cho mượn. Từ một cầu thủ bị Tottenham chối bỏ suốt một vài năm qua, anh lại trở thành phao cứu sinh của một MU tuyệt vọng. Chấn thương của Luke Shaw và Tiree Malacia khiến cánh trái của MU trở thành Dương Quá Đại Hiệp vì cụt hẳn mất một tay. Hai hậu vệ cánh này, đặc biệt là Luke Shaw, vẫn chưa hẹn ngày tái xuất, trong khi các phương án vá lỗi như là dùng Dalot đã cho thấy sự nguy hại của việc không có chó thì bắt mèo trong nhà. Thế nên, MU đã phải ráo riết đi tìm hậu vệ trái khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn hoạt động vài ngày. Và mục tiêu của họ cũng chỉ là đi mượn những cầu thủ đang bị ế ẩm hay dùng bỏ câu lạc bộ của mình như là Marc Cucurella của Chelsea hay Reguilón mà thôi. Cucurella là mục tiêu ưu tiên của MU, nhưng vì Chelsea đã dùng anh ở trận đấu gặp Wimbledon tối qua đã khiến vấn đề trở nên phức tạp. Bởi nếu MU chỉ mượn Cucurella từ nay cho đến tháng 1 năm 2024 rồi gửi trả lại Chelsea, thì có nghĩa cầu thủ này sẽ không thể thi đấu trong quãng thời gian còn lại của mùa giải cho Chelsea. Kết quả cuối cùng là Reguilón. MU sẽ mượn hậu vệ người Tây Ban Nha cả mùa này một cách hoàn toàn miễn phí hay chịu ràng buộc mua sau khi dùng thử. Tiền lương của Reguilón sẽ do MU chịu, tương đương với mức anh nhận được ở Tottenham. Đến tháng 1, nếu không thích, MU có thể cắt hợp đồng với Reguilón. Nhưng liệu với Reguilón, MU đã chọn đúng người hay chỉ có bệnh thì vái đại tứ phương? Câu trả lời là hoàn toàn không có cơ sở chắc chắn, và khả năng MU đau bụng thì uống nhân sâm là rất cao khi biến cục tạ 26 tuổi này trở thành phao cứu sinh trong giai đoạn hoảng loạn của mình. Nhìn vào sự nghiệp của Reguilón, chúng ta dễ dàng thấy anh đang ở chu kỳ lao dốc không phanh. Hậu vệ trái này có tốc độ, khéo léo và khả năng tạo đột biến bên phía hành lang trái. Nhưng sau khi bùng nổ ở câu lạc bộ Sevilla mùa giải 2019-2020, Reguilón đã dần xuống dốc trong hai mùa giải qua tại Tottenham. Mùa trước, Reguilón chẳng làm được trò trống gì tại câu lạc bộ Atlético Madrid trong hợp đồng cho mượn một năm của mình. Không thể phủ nhận, Sergio Reguilón đã có một khởi đầu cực kỳ thú vị tại Tottenham với màn trình diễn toàn diện trước Chelsea ở Carabao Cup hồi tháng 9 năm 2020. Anh tiếp tục chói sáng ở trận ra mắt Premier League 5 ngày sau đó. Thật vô tình khi đó là màn hạ nhục MU 1-6 ngay tại Old Trafford.
Dường như Reguilón nhanh chóng trở thành cầu thủ được người hâm mộ yêu thích. Nhưng chớ trêu thầy, kể từ đó Reguilón bắt đầu chu kỳ im lặng và tàn lụi. Huấn luyện viên đá mùa Anh là Jose Mourinho bị sa thải 7 tháng sau đó. Anh bắt đầu bị dồn dẫy ở các đời huấn luyện viên kế tiếp là Nuno Santo và Antonio Conte. Chấn thương háng của anh vào cuối mùa giải 2021-2022 gần như là dấu chấm hết cho giấc mơ của Reguilón tại Tottenham. Đầu mùa giải năm ngoái, Reguilón được đem cho mượn. Tuy nhiên, anh cũng không thể tìm lại được phong độ trong màu áo của Atlético Madrid. Đến hè này, Reguilón quay lại Tottenham tham dự vài trận giao hữu tiền mùa giải, nhưng biết chắc mình không thể lọt vào hệ thống của tân huấn luyện viên Postecoglou. Chính vì thế, ngay khi được MU hỏi mượn, Tottenham đã vội vàng đồng ý mà không đòi hỏi gì cả. Có thể thấy, Reguilón sẽ khó có thể khiến MU hài lòng bằng việc thay thế được 50% năng lực của Luke Shaw. Cần biết, Luke Shaw hoạt động rất năng nổ bên phía cánh trái, tích cực tham gia tấn công và là một chân tạt bóng hữu dụng cho hàng công của MU. Nhưng điều này chúng ta không thấy ở Reguilón. Việc MU chấp nhận bơi với hòn đá tảng Reguilón có lẽ xuất phát từ hai điểm. Thứ nhất, Reguilón dù sao cũng là một hậu vệ trái và anh sẽ tốt hơn ở các phương án vá lỗi hiện có. Thứ hai, ngoài mức lương hàng tháng, MU không phải trả thêm khoản nào cho hợp đồng này. Man City chiêu mộ bom tấn Bồ Đào Nha. Man City chiêu mộ thành công tiền vệ đắt giá người Bồ Đào Nha, Matheus Nunes từ câu lạc bộ Wolverhampton, qua đó hoàn thiện đội hình cực mạnh cho mùa giải này. Sau cú ăn ba lịch sử ở mùa giải trước, Man City không chứng lại. Không có dấu hiệu nào cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã hết động lực sau khi no nê danh hiệu. Ngược lại, Man City tiếp tục chi tiền chiêu mộ tân binh để nâng cấp và hoàn thiện đội hình. Các vị trí cần cải thiện đều được Man City bổ sung ngôi sao. Ở hàng thủ, trung vệ xuất sắc nhất World Cup 2022, Josko Gadio được đưa về Etihad với giá 90 triệu euro. Phía trên Anh, Mateo Kovacic và Jeremy Doku lần lượt tiêu tốn của Man City 30 và 60 triệu euro. Đến hôm nay, đội chủ sân Etihad hoàn thành thương vụ cuối cùng của mùa hè này, chiêu mộ Matheus Nunes từ Wolverhampton với giá 62 triệu euro. Tiền vệ đắt giá người Bồ Đào Nha ký hợp đồng đến năm 2028 với hẹn giúp Man City trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Matheus Nunes vừa cập bến Wolver vào mùa hè năm ngoái với giá kỷ lục của câu lạc bộ này là 45 triệu euro. Cho dù không thi đấu bùng nổ, nhưng anh góp công lớn giúp Wolver trụ hạng sớm. Tiền vệ này từng được huấn luyện viên Pep Guardiola khen ngợi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi Man City gặp Wolves ở mùa giải trước. Matheus Nunes là mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện và đa năng. Ngôi sao 25 tuổi người Bồ Đào Nha có thể chơi ở mọi vị trí ở tuyến giữa và có thể đá cánh phải khi cần thiết. Bên cạnh khả năng tranh chấp tốt, Matheus Nunes còn nổi trội nhờ khả năng đi bóng và chuyền bóng về phía trước. Theo đánh giá của các chuyên gia, Nunes mới là người thay thế Gundogan hoàn hảo nhất. Chia sẻ trên trang chủ Man City, Matheus Nunes hồ hởi cho biết: cơ hội được làm việc dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại và sát cánh của các cầu thủ giỏi nhất thế giới, là điều tôi không thể từ chối. Tôi đã học được nhiều điều trong mùa giải đầu tiên tại Wolves và tôi rất vui khi tiếp tục được chơi tại Premier League. Man City chiêu mộ bom tấn Bồ Đào Nha. Man City chiêu mộ thành công tiền vệ đắt giá người Bồ Đào Nha, Matheus Nunes từ câu lạc bộ Wolverhampton, qua đó hoàn thiện đội hình cực mạnh cho mùa giải này. Sau cú ăn ba lịch sử ở mùa giải trước, Man City không chứng lại. Không có dấu hiệu nào cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã hết động lực sau khi no nê danh hiệu. Ngược lại, Man City tiếp tục chi tiền chiêu mộ tân binh để nâng cấp và hoàn thiện đội hình. Các vị trí cần cải thiện đều được Man City bổ sung ngôi sao. Ở hàng thủ, trung vệ xuất sắc nhất World Cup 2022, Josko Gadio được đưa về Etihad với giá 90 triệu euro. Phía trên Anh, Mateo Kovacic và Jeremy Doku lần lượt tiêu tốn của Man City 30 và 60 triệu euro. Đến hôm nay, đội chủ sân Etihad hoàn thành thương vụ cuối cùng của mùa hè này, chiêu mộ Matheus Nunes từ Wolverhampton với giá 62 triệu euro. Tiền vệ đắt giá người Bồ Đào Nha ký hợp đồng đến năm 2028 với hẹn giúp Man City trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Matheus Nunes vừa cập bến Wolves vào mùa hè năm ngoái với giá kỷ lục của câu lạc bộ này là 45 triệu euro. Cho dù không thi đấu bùng nổ, nhưng anh góp công lớn giúp Wolves trụ hạng sớm. Tiền vệ này từng được huấn luyện viên Pep Guardiola khen ngợi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi Man City gặp Wolves ở mùa giải trước. Matheus Nunes là mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện và đa năng. Ngôi sao 25 tuổi người Bồ Đào Nha có thể chơi ở mọi vị trí ở tuyến giữa và có thể đá cánh phải khi cần thiết. Bên cạnh khả năng tranh chấp tốt, Matheus Nunes còn nổi trội nhờ khả năng đi bóng và chuyền bóng về phía trước. Theo đánh giá của các chuyên gia, Nunes mới là người thay thế Gundogan hoàn hảo nhất. Chia sẻ trên trang chủ Man City, Matheus Nunes hồ hởi cho biết: cơ hội được làm việc dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại và sát cánh của các cầu thủ giỏi nhất thế giới, là điều tôi không thể từ chối. Tôi đã học được nhiều điều trong mùa giải đầu tiên tại Wolves và tôi rất vui khi tiếp tục được chơi tại Premier League.